Những ngày gần đây, thông tin về việc người mẫu Nguyễn Thị Hải Yến mất tích sau khi đi chụp ảnh khiến dư luận hết sức xôn xao. Hải Yến, 25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, là người mẫu tự do. Cụ thể, vào chiều ngày 7 tháng 4, cô đã nói chuyện điện thoại với một người đàn ông tên Lâm ở Hà Nội. Lâm mời Yến chụp ảnh cho một thương hiệu của nước ngoài vào khoảng 16 giờ tại quận 4. Trước khi mất tích, Yến nhắn tin về gia đình báo đã tới chỗ làm. Tuy nhiên, từ sau tin nhắn đó, gia đình không thể liên lạc được với cô. Được biết, Yến là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em, quê ở Tiền Giang, tính cách ngoan hiền và chăm lo cho gia đình. Cô từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là người mẫu kiêm diễn viên tự do được 2 năm. Yến cao khoảng 1m7, tóc đen. Trước khi mất tích, cô mặc bộ đầm bó màu nâu, đi xe SH màu đỏ mang biển kiểm soát 59C210852. Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.